Rồi chào các bạn, thì trong clip này mình sẽ trên tay nhanh cho các bạn xem một cái món phụ kiện à, mình thấy là cũng khá là hay ho ha đó là một cái ổ điện rất là xịn sò so. đến từ cái hiệu là Jox thì tên mã của nó sẽ là Pung Air Power thì à, bạn thấy đó là cái điểm nhấn đầu tiên trên cái ổ điện này á, nó khác gần như là tách biệt hoàn toàn so với những cái ổ điện bạn thường thấy bạn xả nhà đó là về cái thiết kế thì à, thông thường á, người ta khi mà họ đề co phòng trên bàn làm việc hay là bất kỳ đâu thì có điện họ sẽ từng giấu đi để mình trong cho cái phòng nó sẽ gọn hơn nhưng mà trót họ làm ra cái sản phẩm này để bạn show up được cái ổ điện ra coi như đây là một cái đồ đề co luôn trên bàn làm việc hoặc là trên góc và phòng của bạn á thì mình thấy là rất đẹp ha với cái phần bên ngoài á bằng nhựa màu trắng nè có những màu tiết rất là cách để ở đây đó và chính giữa mình sẽ có một cái logo chữ trót sáng đèn như thế này nữa những dạng chấm bi và bạn rất, là đẹp và phía trên này sẽ là những cái vị trí ổ cắm điện và được bọc thêm một cái phần nhựa trong suốt nhìn rất là ấn tượng và hãng họ cũng có trang trí bằng một cái tấm ốp mà mô phỏng những cái vi mạch á điện tử đó, nhìn rất là ngầu và bên đây sẽ là những vị trí như là đèn báo nè đó và một cái màn hình nhỏ nhỏ đây nữa màn hình màu nha khi bạn cắm sạc thì nó sẽ báo luôn cho biết là cái tình trạng điện cung cấp là bao nhiêu thì cái ổ điện này cung cấp cái điện tối đa là 2.500 w tức là bạn vẫn thể xài được câu điện này trong những cái kể cả là nấu cơm hay là những cái nồi lẩu mà nồi đổ điện các bạn ha cũng là vô tư đây professional super power evo đây một cái dòng chữ đây hai trang trí còn bên dưới này sẽ có thêm một sẽ có hai nút bấm cứng đây nút bấm cứng này thì bạn nhấn một lần thì nó sẽ bật tắt cũng như là chuyển qua lại những các chế độ đèn xung quanh đó led rgb các kiểu ha tức là đẹp và thêm một cái nút nguồn nữa thì đây là nút của là mình tắt nguồn nhanh đó bấm vô thì nó sẽ tự động nó kích hoạt cái nguồn điện này lên rồi còn đây là phần canh thông phần canh thông này thì bạn sẽ có là hai cổng USB A và hai cổng USB C đó và để bạn thấy mình sạc thêm cho những cái thiết bị di động như là điện thoại nè máy tính bảng gì đó hoặc kể cả luôn cả là laptop và cái phần dây nữa thấy không thì hãng làm cũng thấy là cũng khá là dày đó và được bọc lớp cao su ở ngoài rất là xịn sò bóp rất là chắc ha khá là dày bởi vì uh, khi bạn xài những cái uh, thiết bị mà cần các công suất lớn như là lẩu nè nồi cơm điện á, thì bắt buộc những cái lõi này nó phải, nó phải xịn nha chứ nếu mà nó mỏng quá thì nó sẽ bị chảy và nó sẽ bị làm hư cái phần lõi này gây ảnh hưởng cho cái ổ điện và bạn cần lưu ý luôn á, là cái ổ điện này á nó sẽ không có dắt tròn nha nếu bạn mà có xài những cái thiết bị mà sẽ dắt tròn thì buộc và sẽ phải mua những cái adapter rời ở ngoài thì ra cái đó thì không phải là vấn đề chỉ có 10 ngàn hay là mười mấy ngàn là bạn có thể mình mua một cục đó rồi mua về gắn vô là xong rất là đơn giản và đây là thêm một số những các phụ kiện nữa đó là một cái à, miếng trang trí ha như thế này thì cái miếng này á, thì hãng sẽ có thêm một cái lớp âm mờ có sẵn luôn bạn việc dán vào tường hay dán bất kỳ đâu như là trên cái mép bàn á thì sẽ có mô phỏng bốn cái cây cáp của bàn phím nè một lỗ đây để mà bạn thấy mình móc cái phần dây á như dây sạc điện thoại nè dây sạc tính bảng á nó sẽ gọn hơn đây một cái phụ kiện thấy cũng khá là hay và cuối cùng mà sẽ có là một cái phụ kiện đó là cái phần dây để bạn cột gọn những cái phần dây đó lại gọn gàng hơn đó ha, cyberpunk esports nè rồi thì đó là những cái tất cả những cái phụ kiện kèm theo và đây là cái phiên bản mà mình nghĩ là chắc là cho thị trường nội địa các bạn cho nên là cái hướng dẫn á, nhìn rất là xịn sò nha rất là bắt mắt luôn nhưng đều là tiếng trung thôi cho nên là mình sẽ phải chịu khó google dịch nha thì mình cũng biết sơ sơ thôi thì đây là cái thông số nè ví dụ bạn mà cắm một cổng với pc á có c 1 c 2 á và a 1 a 2 nè thì nếu mà cắm một cổng c 1 thôi á thì nó sẽ ra tối đa sẽ là 65 w ha còn nếu mà bạn cắm một cổng VA thì tối đa sẽ là 22,5W còn bạn cắm hai cổng á, thì một cổng sẽ là 45 một cổng sẽ là 20 hoặc là một cổng 18 một cổng 18 thì nó sẽ chia điện ra và nếu bạn cắm bốn cổng một lúc á, thì sẽ có nguồn điện như thế này đó mình thì mình để thông số bạn coi nha đó để bạn coi kỹ hơn nè Rồi, bây giờ thử test cho bạn xem coi là khi mình cắm sạc bằng cấu điện như thế nào nha mình sẽ xài cổng C đó cắm một sợi cáp có có hỗ trợ sạc nhanh luôn và mình cắm vào cái điện thoại của mình nha thử nha cắm vô đây báo bạn ha 83 phần trăm đang sạc Đấy, rồi đây nó nhảy rồi ha đang sạc nhanh đó đang sạc nhanh rồi giờ trên đây nó sẽ nhảy cái biểu tượng gan lên nào thấy nó nhảy không và nó sẽ nhảy được cái công suất đầu ra rồi để coi nó nhảy bao nhiêu đây ừ. 229 v 2, 2, 2 đó 29 v nè rồi còn cái số này là 29 w không à, 29W rồi có cái logo Rotec Device rồi SPD cái này là những cái chứng chỉ các bạn ha chắc là an toàn đó chống cháy nổ gì nè nó sẽ có đèn ở đây phản gì rất rõ luôn là hỗ trợ công nghệ GAN và có công suất tối đa là 2500 500 w đó phải chưa rồi, bây giờ mình sẽ thử tiếp một bài nữa ha đó là mình sẽ dùng câu điện mình cắm sạc trên điện thoại nè đây mình có cua sạc nhanh rồi bây giờ cái cổng dẹt các bạn nha rồi cắm vô rồi sau đó mình sẽ cắm vào cái điện thoại của mình coi như nào đây đó mình thấy là nó nhảy nè 84% ok sạc nhanh Đấy. và trên cái ổ điện báo gì đây báo là nhảy gì đây nè à, à rồi mà nên nhớ nha khi mà bạn xài ổ cắm điện phía chơi đó là nó sẽ không có xài cái công nghệ gan nha bạn cần phải lưu ý gan nó chỉ hỗ trợ qua cổng USB hoặc cổng USB thôi thì như vậy mình đã có một cái video nhanh thôi cho bạn xem về một cái ô điện đó, thì nó sẽ có sự kết hợp hài hòa giữa cái thiết kế mang đậm tính đề co để bạn không có bị nhàm chán nó thay vì mình giấu điện đi thì giờ mình xô ra ngoài luôn đặt cảnh các bàn làm việc á thì nó cũng sẽ đẹp hơn có đèn đớn có kiểu có màn hình nhìn rất là xịn sò ha đậm chất công nghệ đồng thời nó cũng sẽ có một cái điện đầu ra lên tới là 2.500w để bạn xài những cái vật dụng mà có cái cần nguồn điện cao như là à, bàn bằng ủi nè hay là lẩu à, nướng nè hay là khá là những đồ vật dụng trong gia đình cũng như là hỗ trợ thêm bốn cổng hay là hai cổng USB và hai cổng USB để bạn sạc cho những cái thiết bị di động nó tiện hơn thì bạn nào có kiến về cái ổ điện này thì bạn chỉ việc comment dưới đồ ha. Và giá của ổ điện này bao nhiêu? 2250 đúng không? 2 250 000 thì cái này mình uh, mượn được bên phụ uh, kiện nha. Ok. Chào bạn